Florida ngọc ánh xin kính chào các bạn đã đến thăm kênh của ngọc ánh kênh ngọc ánh chia sẻ cuộc sống mỹ và đầu tư bất động sản và những phương pháp thành công làm giàu tại mỹ hôm nay ngọc ánh muốn chia sẻ cho các bạn một đề tài nếu mua nhà rồi bị thất kịp phải làm sao để không bị mất nhà. ở mỹ thường thường ai cũng mua nhà trả góp mỗi tháng là mỗi trả tiền lời trả góp thì được trừ thuế rồi mỗi tháng mình trả góp nhưng ai cũng cánh cánh lo sợ Thế bây giờ nếu mà mình mua nhà rồi mình trả góp 5 năm tức là cái tiền nợ của mình xuống hơn mình dùng mượn 100 ngàn 5 năm thì chắc còn xuống còn 80 ngàn cái nhà mình thì có giá trị hơn mình mua nhà 100 ngàn 5 năm thì nhà cũng có 2, 120, 130, 140 nó lên giá nhưng mà lỡ mình bị thất nghiệp rồi mình làm sao nếu nếu nghe nói là nếu mà thất nghiệp không có tiền trả 3 tháng thì nhà, ngân hàng nó lấy lại nhà thì cái đó là một cái nỗi canh gánh lo sợ của mọi người ừ. nhưng mà nó có có giải giải pháp bạn giải pháp thứ nhất bạn mua nhà một như là bạn mua nhà 120 trăm rồi bạn đóng tiền cọc 20.000 là bạn nợ 100.000. Thì nếu mà chịu sau 5 năm, 7 năm thì cái món nợ đó nó không còn là 100.000 nữa, Cái món nợ nó còn xuống 80, 70. Tùy theo cái thời gian. Thì tức là nếu mà cái nhà nó lên 120.000 bạn chỉ có nợ 100.000 mà sau 5 năm xuống thì còn nợ 80.000, tức là bạn cái nhà lên 30 ngàn Tiền cọc 20 ngàn là 50 ngàn Tiền lời thì xuống không Từ 100 ngàn xuống thành 80 ngàn Thành cộng đến 20 ngàn nữa là tổng cộng là mình có một cái nhà có cái giá trị là 70, 70 ngàn Trên cái, cái là cái tiền của mình Tiền mặt của mình Mình phải biết cách để mình có thể lấy ra tiền mặt đó một phần để khi mình có bị thất nghiệp thì mình có tiền để mình trả ngân hàng mỗi tháng trong 6 tháng một năm rồi mình để mình tìm lại việc làm phải không? Cách đầu là khi nào mà mà cái cái tiền lợi tiền nợ xuống tiền nhà lên thì bạn lên ngân hàng bạn xin cho tôi một cái equity loan equity loan tức là nó sẽ cho bạn mượn dù cái nhân vậy là cái nhà mà trong mình trường hợp mình nói thì nó sẽ cho bạn mượn 20 ngàn Thì cái 20 ngàn đó không phải để mình xài Cái đó là nó giống như là tiền để trong nhà băng Nó không tính lời cho mình Đến khi nào mình xài Mình có thể lấy ra mình xài 100 đô, 500 đô, 1000 đô thì, thì mình sẽ trả tiền lời trên cái đó Nhưng mà người cẩn thận người ta không xài Ta để đó Để làm chi Để mà lỡ mà mình có Ví nhà mình trả 500 đô một tháng mà lỡ mình có thất nghiệp thì mình lấy cái tiền đó mình trả đỡ vài tháng rồi khi nào mình 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 hết thất nghiệp đi làm lại thì mình mình bỏ vô lại đó là trường hợp nếu mình không có tiền để dành thường thường là một người um, sống cẩn thận phải hạ tiện bằng cách nào cho đến lúc nào mà trong trong trường mục tiết kiệm mình cũng có ít nhất là 6 tháng tiền mình chi dụng ví dụ là nếu là tính tiền mướn nhà tiền uh, tiền ăn uống tiền điện nước một tháng mình xài uh, cho là 2.000 đô thì ít nhất á, là mình phải có 12.000 đô hay là 10.000 đô trong mỗi quỹ tiết kiệm để đó để là mình có thất nghiệp hay mình đau ốm mình không làm được thì mình có mà mình xài là còn cái home equity loan là đó như là bất đắc dĩ nếu mà mình mình uh, mình không để dành được hay là hay là mình thấy không đủ thì mình mới kia ra mình trả đỡ mấy tháng tiền nhà vậy thì mình 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 được mà tiền lời nó cũng không có mắc ba bốn phân thôi thì mình mình đó là cái um, kêu là cái phao cứu lúc mình bị đắm đuối cái này thứ ba là um, thẻ tín dụng mà thẻ tín dụng thì nó thì nó bắt mình đóng lời tới 25% phần trăm một năm hả bạn thành ra mình xài home equity thì nó dễ hơn thì, thì là nếu nếu mà cái nhà bạn lên giá mà bạn nợ ít thì bạn lên xin nhà bạn cho cho tôi hai chục ngàn ba chục ngàn tùy theo giá trị nhà đó ha. Có, có khi nếu mình có khi là mình uh, có khi là mình uh, thì thì cái 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 uh, cái không equity đó nó, nó nó đỡ lắm còn sẽ tín dụng á, thì có khi nó cho mình um, cái maximum có khi nó cho mình năm ngàn mười ngàn màng maximum á, thì mình giữ gần cất đó lỡ mà mình, mình thất nghiệp mà không có tiền trả tiền nhà đó trước khi mình xây trở thì mình lấy ra chút vài trăm đến chút ngàn hai ngàn để mình trả cái trả tiền nhà đó là, đó là cũng một cách rồi một, một cái cách khác nữa là mình mau mau đó mình cho người ta mướn một cái phòng thì mình lấy cái tiền cho mướn phòng đó phụ vô để mình trả tiền nhà của mình như vậy là mình không có bị nhà băng kéo. Nếu mà nhà bạn mà có nhiều phòng thì bạn làm cái cửa riêng đó để mà sau này nếu mình có, có cần tiền thì mình cho mướn, thì họ có cửa riêng thì không có phiền mình. Đó là một cách để mà khi thất nghiệp thì mình lấy mình có tiền mình trả tiền thì để mình để không mình thì lúc có như vậy là mình không có sợ nhà băng kéo, phải <laughs> không bạn? là là mình giảng nghĩa mình đó là nhiều cách mà người mỹ nó xây sở để mà cái lúc mà mình thất nghiệp mình thường hai vợ chồng thì thất nghiệp một người có đâu thất nghiệp hai người thì nên mình chỉ cần một chút xíu tiền để phụ vô thôi thì đó là cái home equity credit, line cái tiền để dành của mình hay là mình cho cho mướn là nếu mà mình nếu mình là đàn ông mà mình khu mình là có thể được thì mình trong khi chờ đợi để kiếm để kiếm việc làm thì mình đi chạy xe rap, chạy xe mà kia kia là uber giống như xe grab việt nam xe uber để mình có kiếm tiền thêm mình mình đi giao pizza mấy người delivery pizza cũng có tiền đó không phải chờ khi mình chờ mình đi kiếm việc làm thì nó có nhiều cái để mà giúp đỡ khi mà khi mà bị thất nghiệp mà nếu mà bạn đi làm hãng thì bây giờ bạn có hay là bạn đóng thuế thì được đi hãng nó nó có, có tiền thất nghiệp nó trả mình được mấy tháng tiền thất nghiệp là mình xây trở là mình là bạn đừng có sợ đừng có canh cánh sợ là nếu mà nếu mà mua nhà bây giờ rồi uh, đã tôi thất nghiệp rồi cái nhà tôi trả hết cả cả 10 năm rồi tôi, tôi trả gần hết rồi mà uh, phải mất nhà không có không có đó, không, không có mất nhà Để những cách đó thế nào cũng khó, thì là bạn giữ được cái nhà cho đến khi nào mà bạn kiếm được việc làm thôi đừng có lo cứ sống vui đi các bạn mua nhà nhắm nhắm dừa phải túi tiền của mình mà sống an vui rồi lúc nào lúc nào mình cũng có cái một, một, hai cái phòng trong nhà đó nếu mà có tốn tiền lắm á hay là mình đi hay là mình bệnh mình không đi làm được á mình làm cái nghề những nghề mà không có thì, thì không có phải mình phải đi tới đó. thì mình cho mướn đỡ thấy không rồi nếu mà nếu mà à, mình thấy mình thấy cái tên nếu mình lớn tuổi như này kia mình không khó cái việc làm nữa mà kiếm quen cũng được á thì mình từ từ mình bán đi mình mua nhà nhỏ hơn hay... nhưng mà cái giải pháp cho mướn là hay nhất ha để mình còn giữ ở được cái nhà của mình đó là những những biện pháp mà để mà uh, sử dụng khi mà mình uh, khi mà mình mình uh, gặp lúc thất nghiệp nhớ là lúc nào phải để dành tiền chứ phải 6 tháng tiền xây trở tốt nhất là một năm là tiền để dành để mẹ mình xây trở lúc mà mình thất nghiệp hay là mình đau ốm mình không đi làm gì được Hey, bạn đừng lo ở Mỹ là vui lắm không có sao hết ở đâu cũng có chuyện sự bất trắc nên mình mình phòng người vậy là mình vui có cái nhà là quý lắm bạn bạn đã dành được tiền mua cái nhà cái đó là rất là quan trọng rất là quý em hey, mình chào các bạn tối nay ha. rồi mình sẽ nói tiếp chuyện khác nữa trong một cái livestream khác bye bye thank you